Em xin chào cả nhà, em Vườn Hoa Lan Rừng Trọng MBS. Hôm nay em lại tiếp tục lên phiên bán hàng, chia sẻ giống cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm. Hôm nay thì bên em Trọng lại tiếp tục về cái hàng ký. Đó, về hàng ký để bán cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm nha. Và đặc biệt nữa thì hôm nay Vườn em Trọng lại xuất cái hàng nhãn tháng 8. Đó, nhãn tháng 8 gieo hạt nha. Đó, gieo hạt cho các anh chị em cô chú nhà mình ai muốn siêu tầm. Thứ nhất là giá cả đồ nó mềm mại nè, rồi để mình siêu tầm cho nó có cái giống nhãn. Đó, nhãn tháng 8 hàng gieo hạt nha, cây bố cây mẹ là chuẩn hàng rừng, hàng rừng Gia Lai nha, rừng Mang Giang Gia Lai. Đó, cây cây thì hiện tại rất là đẹp, cho nên các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm giống thì mình có thể mình lấy nhiều chậu về gộp lại thành làm chậu lớn nha. Hôm nay thì em sẽ quay trước cái hàng ký nè, cái hàng ký. Rồi cái chuỗi ngọc thì bên em đã về được hàng rồi nha. Cái phiên trước mà anh chị em cô chú nhà mình ai dặn thì có gì nhắn tin inbox lại giùm em nha, để em soạn em chuyển hàng. Còn em Trọng cũng nhắc với cả nhà mình là bên em thì không có buôn bán chuyên về cái hàng ký này. Đó, mà cái hàng này là em nhập về để em trồng vườn. Thì sẵn tiện thì em cũng quay lên cho các anh chị em cô chú nhà mình ai muốn siêu tầm thì em chia sẻ thôi. Chứ còn cái hàng này thì em không có làm chuyên cái hàng này. Đó, bên em thì nhập hàng về là số lượng rất là nhiều. Đó, bên em hầu như số lượng đầu tạ hoặc là đầu tấn luôn. Vườn bên em thì rất là rộng nha. Cho nên hôm nay thì em cũng chia sẻ cái giá cả nó phải chăng nè, cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm. Bên này là kim điệp xuân nè. Đó, hôm nay thì cũng có rất là nhiều mặt hàng. Kim điệp xuân, rồi sơn thủy tiên. Đó, sơn thủy tiên thì hàng cũng rất là đẹp. Đó, củ to mập đẹp nè, cứ mặn mặn không à. Còn bên em Trọng cái mối làm hàng nó quen mọi năm rồi, thì người ta cũng đã cắt tỉa tương đối cho cả nhà mình. Thì cả nhà mình mua hàng ký đi thì đã được cắt tỉa, đã được sơ chế qua, bỏ những cái thân già từ rừng. Đó, thì cả nhà mình rất là lợi ký. Đó, như như bên này là kim điệp xuân nè. Đó, như cái này là kim điệp xuân nha. Đó, cả nhà mình xem này, đã được cắt bỏ một số thân già rồi. Bên em Trọng thì cái nguồn hàng mình làm bao nhiêu năm nay, đó mình làm bao nhiêu năm nay, một năm nhập tính đầu tấn, thì cho nên là mình nhập cái nguồn hàng, thứ nhất là cái nguồn hàng nó ổn và được cắt tỉa sạch sẽ tương đối rồi. Đó, cả nhà mình xem. Và những cái thân già nào mà nó hư dập thì không có. Còn cái hàng mà em chuyển đi cho các anh chị em cô chú nhà mình, em đảm bảo cho cả nhà mình là hàng khai thác rừng về, chứ nhưng mà không có thân dập gãy trong đó. Thân dập gãy trong đó là nếu như mà có con đi thì em sẽ bấm cắt gọn gàng. Đó, cắt gọn gàng cho cả nhà mình luôn. Không có thân gãy trong đó nha. Đó, còn dãy bên này là kim điệp nhựa. Đó, cái hàng kim điệp nhựa đây. Dãy bên này là kim điệp nhựa nè. Cái kim điệp nhựa này thì cái hoa nó màu vàng. Hoa nó màu vàng và nó nở rất là bền. Đó, cả nhà mình xem nè, cái cánh rất là dày nha. Kim điệp nhựa này là cái hoa nó nở rất là lâu nha. Đó, cái kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa này thì bên em bán cho cả nhà mình là với giá là 150.000 một ký nè. Cái kim điệp nhựa nha, 150.000 một ký. Đó, còn cả nhà mình lưu ý giúp em là khi cái hàng rừng về thì cả nhà mình có thể nhận hàng có một vài lá vàng lá đồ là bình thường nha, do cái hàng bóc rừng. Mà rồi tiếp theo là dãy bên này là kim điệp xuân nè. Đó, kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì hiện tại cả nhà mình xem hàng bên em về được cũng rất là nhiều. Kim điệp xuân này thì em bán cho cả nhà mình với giá là 170.000 một ký. Đó, 170.000 một ký kim điệp xuân. Củ to mập đẹp nè. 170.000 một ký. Rồi tiếp theo là cái dãy trên này. Dãy trên này thì sơn thủy tiên. Đó, sơn thủy tiên. Củ to mập đẹp nè. Đó, cả nhà mình xem nè, đã được cắt tỉa cũng tương đối ổn rồi. Đó, cả nhà mình xem nè, mấy củ da là đã cắt tỉa bỏ luôn nha. Rồi cái sơn thủy tiên này thì
em bán cho cả nhà mình với giá là 100 cái sơn thủy tiên là 201 một ký nha. Đó, sơn thủy tiên là 201 một ký nè. Rồi cả nhà mình sưu tầm nhãn tháng 8 thì cả nhà mình đợi một tí nha. Em sẽ lên cái nhãn tháng 8, xong cái video này em sẽ lên nhãn tháng 8. Và cái báo hỷ, Hoa Lan báo hỷ thì cũng có được một vài mẻ thôi. Thì hôm nay em bán mẻ đi. Cứ một mẻ như thế này nè, 15 khóm. Em bán với giá cho cả nhà mình sưu tầm là với giá là 90 ngàn. Đó, 90 ngàn. Cả nhà mình đừng quên kết bạn Zalo nha. Kết bạn Zalo với số điện thoại là 0392494 7 để mình theo dõi được rất là nhiều phiên bán hàng của bên em Trọng nha. Đó, cứ này là một mẻ này, 15 khóm như thế này, 15 khóm. Cả nhà mình ước lượng nha, nó có khóm to, khóm nhỏ nè. Chứ để rồi như mình nhận hàng rồi, cái mình thấy cái khóm nó nhỏ quá thì nó lại mắc công nha, không hài lòng thì nó lại không vui. Nó có khóm to, khóm nhỏ. 15 khóm như thế này thì với giá là 90 ngàn. Đó, bên này cũng vậy nè, 15 khóm 90 ngàn. Rồi tiếp theo em qua khu bên này. Khu bên này là hoa lan chuỗi ngọc nè. Hoa lan chuỗi ngọc thì bên em bán với giá là 190 ngàn một ký. Đó. Và hàng á thì khô ráo đẹp nè. Khô ráo đẹp lợi ký nữa nha. Đó, hàng khô ráo đẹp lợi ký. Rồi bên em bán với giá là 190 ngàn một ký nha. Và cái chuỗi ngọc á thì bên em rồi cái chuỗi ngọc, cả nhà mình mua chuỗi ngọc hàng về thì cả nhà mình chờ một tí nha, để em lên hết cái hàng này rồi em sẽ cái hàng về thì em có 7-8 dê gì đó. Rồi cái khu trên này là hoàng thảo vôi nè. Đó, hoàng thảo vôi là cây to mập đẹp nè. Đó, cây đồ đã được cắt tỉa sơ khởi qua rồi nè. Cây cây to đẹp. Hoàng thảo vôi thì bên em về hàng cũng có số lượng rất là nhiều. Đó, cây bên này là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì em bán với giá là 190 ngàn một ký nha. Đó, cho các anh chị em cô chú nha mình sưu tầm. Hoàng thảo vôi hiện tại cây nó đang nụ nè. Đó, cây nó đang nụ nha. Và cái này là mặt hoa hoàng thảo vôi, hiện tại bên vườn bên em đang nở nè. Đó, mặt hoa hoàng thảo vôi là như thế này. Đó, các anh chị em cô chú nha mình muốn lợi cước á thì mình nên gộp đơn. Mình lấy 1 ký á thì cái phí ship nó cũng 40 ngàn, còn mình lấy 3-4 ký gì đây thì cái phí ship nó cũng chỉ có 40 ngàn thôi. Và hiện tại á, thì tình hình dịch bệnh á, thì hàng nó đi nó cũng hơi chậm một tí. Và cả nhà mình cứ yên tâm nha, cái hàng rừng á, cái hàng rừng cả nhà mình để như ví dụ nó càng khô á, về mình cắt tỉa xong mình trồng vào, mình vô nước là nó mới nhanh bung mầm, nhanh bung rễ. Đó, cái hàng rừng nó lợi thế được một cái là như vậy nha. Rồi cái hoàng thảo vôi này là bên em bán với giá là 190 ngàn nha. Đó, cái dãy trên này nè, cũng là hoàng thảo vôi nè. Bên em về số lượng rất là nhiều. Đó, như trên này cũng hoàng thảo vôi. Rồi trên này là hoa lan chuỗi ngọc nè. Đó, hoa lan chuỗi ngọc. Hoa lan chuỗi ngọc thì những cái video trước kia thì cả nhà mình cũng đã biết mặt hoa rồi đúng không? Cái hoa lan chuỗi ngọc thì hoa nó cũng rất là đẹp nè. Đó, hoa lan chuỗi ngọc thì 190 ngàn. Rồi qua bên này thì em có một số dề. Một số dề hoa lan chuỗi ngọc nè. Ở bên này nha. Các anh chị em cô chú nha mình mà muốn sưu tầm hàng dề thì mình lấy những cái mẻ này nha. Nó nguyên một dề nè. Rồi cái dề này, cái dề số 1 nè, em bán với giá là 250 ngàn. Đó, cho cả nhà mình muốn sưu tầm hàng dề nha, 250 ngàn cho dề số 1 nè. Rồi tiếp theo là dề số 2. Dề số 2 thì cái dề này thì dài, to dài. Dề số 2 này thì em bán với giá là 290 ngàn nè. Rồi tiếp theo em qua dề số 3. Dề số 3 này thì với giá là 530 ngàn. Nó nguyên một dề to nè. Đó, 530 ngàn cho một dề như thế này nha. 530 ngàn. Rồi dề thứ 4. Dề thứ 4 là cái dề này. Dề này thì em bán với giá là 280 ngàn nè. Đó, dề này 280 ngàn nha. Rồi tiếp theo là dề thứ 5.
Về thứ 5 là cái dê này thì em bán với giá là 480.000 nè. Đó, về thứ 5 nè. 480.000 cho về thứ 5 nè. Rồi về thứ 6. Về thứ 6 này thì em bán với giá là 200.000 cho về thứ 6 nè. Đó, bên em thì chỉ có 6 cái dê này nha. Hiện tại như cả nhà mình thấy đó, gần 2 tạ chuỗi ngọc thì nó chỉ có được có mấy dê như thế này thôi. Đó. Còn các anh chị em cô chú nha, mình mua hàng ký thì nó vẫn có cái dê vừa vừa trong đó nha. Rồi bên này thì Kim Điệp Xuân thì bữa nãy em cũng quay rồi. Bây giờ em sẽ quay cái mặt ho Kim Điệp Xuân cho cả nhà mình xem. Đó, như như bên em nè. Bên em những cái hàng này là hàng mới ghép nè cả nhà. Ghép được vài tháng rồi nè. Cái lô hàng này là về những đợt trước nè. Đó, đây là mặt ho của Kim Điệp nè, Kim Điệp Xuân nè. Đó, cả nhà mình nhìn nè, mặt ho rất là đẹp. Và cái mùi nó rất là thơm nha. Đó, cái mùi nó rất là thơm nè. Đó, cái ho nó rất là sặc sỡ nè. Cái mắt, cái họng nó nâu nâu nè. Đó, cái họng nó vàng nhưng mà vàng nâu nha. Nó vẫn có phớt cái màu nâu. Rồi, cái mặt ho rất là đẹp. Đó, đây là mặt ho Kim Điệp Xuân. Đó, cho cả nhà mình xem. Còn cái mặt ho chuỗi ngọc thì các anh chị em cô chú nhà mình cũng có xem nhiều video trước rồi đúng không ạ? Nhiều video trước cái vườn em nở rất là nhiều đó. Đó, đây là mặt ho chuỗi ngọc nè. Đó, chuỗi ngọc thì rất là đẹp rồi nha. Chuỗi ngọc thì các anh chị em cô chú nhà mình cần giống thì cứ mua sớm để thứ nhất là có hàng đẹp nè. Cái thứ hai nữa là còn hàng nè. Cái chuỗi ngọc thì hầu như về phiên nào thì em cũng hầu như bán hết. Đó, bên em nhà vườn thì bên em sẽ thứ nhất cái hàng mà dập gãy hay là gì thì em sẽ giữ lại trồng chứ không có bán. Cho nên các anh chị em cô chú nhà mình mua cái hàng ký bên em là em đảm bảo cho cả nhà mình là không có hàng dập gãy trong đó. Đó, cả nhà mình cứ yên tâm. Đó, và những ai mà đã mua cái hàng ký bên em thì cũng biết rồi đó. Rồi các anh chị em cô chú nhà mình ai cần giống lan gì thì cứ dặn em nha, cứ báo bên Zalo. Bên Zalo số điện thoại 0392494 7. Đó, cứ báo bên bên Zalo mà em có hàng á, em có hàng thì hàng có sẵn thì em lại quay em chụp hình em báo. Còn nếu như không có thì khi nào về hàng thì em sẽ báo cho cả nhà mình. Rồi cả nhà mình cùng xem cái nhãn tháng 8 hàng nhãn tháng 8 bên em nha. Đó, cả nhà mình xem ủng hộ siêu tầm giống. Cái lô này là cái lô nhãn tháng 8 ở vườn bên em trồng nha. Đó, hiện tại là cây rất là cứng cáp nè. Cây cứng cáp, lá đẹp, rễ đồ khỏe mạnh rồi nè. Đó, cây cứng cáp, rễ khỏe mạnh. Rồi bên em trồng thì cái nhãn tháng 8 này, nhãn tháng 8 gieo hạt. Cả nhà mình lưu ý giúp em nha, nhãn tháng 8 hàng gieo hạt nha. Rồi cái này thì lá rồi rất là chuẩn nè. Đó, lá bầu tròn chuẩn nè. Thì bên em sẽ bán cho các anh chị em cô chú nhà mình là 70.000 một chậu. Đó, bán giá. Mọi bên khác thì như cũng có một số bên thì hiện tại đang bán giá cũng rất là cao. Mà bên em trồng thì quyết định sẽ xuất ra với cái giá là 70.000 nha. Đó, 70.000 một chậu như thế này. Và bên em trồng là nhà vườn, không phải mua đi bán lại. Đó, cho nên là cứ cây trong luống như thế này. Cây trong luống như thế này, cây nào đẹp, đạt thì đủ tiêu chuẩn xuất ra. Đó, thì lựa sẽ lựa cây, đóng cho các anh chị em cô chú nhà mình. Còn đó, cả nhà mình lưu ý nè, nếu như muốn ước lượng cây á, thì cả nhà mình cứ cái chậu này là chậu phi 10. Đó, chậu đen phi 10 nè. Đó, còn cây thì như thế này, nó 2, 4, 5 lá, 5 lá rồi 4 lá. Đó, nó dao động, em đảm bảo hàng cho cả nhà mình là 4 lá đến 5 lá nha. Và cái giá bên em xuất ra là với cái giá là 70.000 một chậu. Đó, em ship ít nhất là 2 chậu nha. Đó, cả nhà mình muốn chăm để cho
nó có giống cho nó lớn đạt thì cả nhà mình có thể làm 5-7 chậu hoặc là chục chậu gì đó, mình về mình dồn, mình làm dồn vô, mình làm một giò nè. Đó, bạn lá đồ rất là chuẩn nè. Đó, cái cả nhà mình lưu ý là cái hàng này là hàng nhạn tháng 8 gieo hạt. Đó, gieo hạt lấy hạt từ cây cây bố, cây mẹ là nhà chuẩn hàng rừng nha, hàng rừng Gia Lai. Đó, hàng rừng Gia Lai về lựa những cây lá mít để mình lấy hạt để mình làm nha. Đó, rồi bên em bán ra với giá là 70.000 một chậu cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tâm. Và cả nhà mình cứ yên tâm, bên em là nhà vườn, em cũng xin nhắc lại là bên em nhà vườn thì sẽ lựa những cái cây nào đẹp đạt thì mình mới đủ tiêu chuẩn thì mình mới xuất ra thôi. Đó, và toàn bộ thì như cả nhà mình thấy nè, em sẽ quay trên sạp nè, cây nó cũng là tương đương rất là đều nhau. Đó, cho nên các anh chị em cô chú nhà mình mua thì mình cứ yên tâm. Rồi cả nhà mình đừng quên kết bạn Zalo nha. Đó, kết bạn Zalo để được xem nhiều phiên bán hàng và được cập nhật nhiều giống mới cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tâm. Cây rất là đẹp nè.